Bún bánh xin chào mọi người. Ngày hôm nay thì em lại tiếp tục lên sóng cho các bác một mẫu xe số tự động với cửa tiền tập lái thôi. Chiếc xe Ford Mondeo 2008 này. Bản 2.0 các bác nhé, bản số tự động, động cơ 2.0 chứ không phải 2.5 đâu ạ. Ở trên thị trường thì 2.5 rất là nhiều. Nhưng mà bản 2.0 này thì cực kỳ là hiếm nhá. Cực kỳ là hiếm các bác nhé. Nên là các bác đang cần tìm những mẫu xe 2.0 thì các bác hãy nhanh tay alo em đi ạ. Bản 2.0 này thì kể cả bên thợ như bọn em thì cũng nhập cực kỳ khó luôn. Chiếc xe này bọn em phải săn đến mấy tháng trời mới được ạ. Nên là cũng bản 2.0 trên thị trường thì rất là hiếm nhá. 2.0 thì vừa chạy vừa ổn định và chạy kinh tế hơn rất là nhiều. Đây, form dáng này, quá đẹp luôn các bác. Có bác trả 101 rồi nhưng mà chưa ra được. 101 thì rẻ quá các bác nhá. Đây, form đèn hai vạch này. Form 2008 này là form cuối cùng của đời đời này, còn 2009 là lên form mới rồi nên là sẽ tiền cao hơn. Bác nào mà muốn mua trong tầm tài chính hơn trăm thì chiếc xe này thì quá là ok luôn. Đây, khung gầm đây. Bao chất cho bác nhá, dàn lốp 4 quả mới tinh, 4 quả dàn lốp xịn luôn nhá. Dàn lốp Michelin này. 4 quả mới như nhau, đăng kiểm đến tận tháng 5. Nội thất kem. Đây, các chi tiết này, trần da rất sạch sẽ. Nội thất kem rất sáng. Nhìn rất là sáng xe các bác nhá. Tao đồ tao đi sạch đẹp. Đây. Máy số thì bao chất cho các bác nhá. Máy số bao chất cho mọi người. Từ bậc lên xuống này. Nội thất đây. Đây phần tắp lô này. Đây. Có màn hình Android cỡ lớn, cam lùi, cam hành trình đầy đủ các bác nhá. Hộp số tự động này. Động cơ 2.0. Đây, phanh tay này. Đấy, bác chủ xe nó cũng đã độ thêm cái chỗ dàn để cốc nước này. Đây. Xe khá là tươi rắn nhá. 2008. Form chót bản 2.0. Chiếc này thì bên Mua Máy Kinh Bô đang chào bán là 165 triệu đồng nhá. 165 triệu đồng là các bác đã sở hữu chiếc Ford Mondeo 2008 này. Đấy, một chiếc xe đi cà phê cà pháo thì quá ok, chạy gia đình quá tuyệt vời các bác. Còn bác nào mua xe chạy dịch vụ thì bỏ qua chiếc xe này. Đấy, chiếc xe này thì chúng ta đi gia đình hợp lý lắm. Vừa an toàn cao lại form dáng này, không khác gì những chiếc xe nhiều tiền đâu các bác, nhiều trăm đâu nhá. Chiếc xe này thì lúc mới là cũng phải hơn tỷ đấy ạ. Thì chúng ta mới sở hữu chiếc xe này. Hiện tại thì quá là rẻ đây, cho chúng ta trải nghiệm cũng như là mọi người muốn trả thù quá khứ ấy. Một chiếc xe rất là nhiều người mơ ước có được tại thời điểm lăn bánh này. Form dáng này, đầu rằng này các bác này. Phần đầu của em nó này. Cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Đây. Form này. Nét căng luôn. Máy gầm bao chất cho các bác nhá. Một chiếc xe hàng tuyển đấy mọi người ạ. Nên là một con yêu thì cứ nhanh tay alo em. Đấy, có cảm biến va chạm nữa. Đây, giờ em sẽ cho các bác tham khảo về phần khoang máy nhá. Đây, cam lùi này. Đấy, siêu led luôn. Đấy, nội thất tươi. Máy gầm 3P. Đấy, một chiếc xe máy nổ thì thầm luôn các bác. Thì thầm dịu êm luôn. Với tài chính 165 triệu đồng. Đấy, máy đây. 4 máy nhá. Vận hành cực kỳ êm ái. Đây các bạn này, em đang cho nổ máy nhé. Máy êm lắm, cực kỳ êm luôn. Máy rất là êm và thì thầm luôn các bác nhé. Nếu đóng lắp cabo lại thì gần như là chúng ta rất là khó để nghe phân biệt với chiếc máy. Nếu mà chúng ta ở có hơi ồn một chút. Cực kỳ là êm ái và chất luôn nhé. Đấy, 165 triệu đồng. Đấy, mọi người quan tâm thì cứ alo cho Bốn Máy Kinh Môn nhé. Cảm ơn cả bà con rất là nhiều.